cái đoạn này sang cẩn thận đấy. Đây đang bẻ xuôi theo một cái cây ở ngang kia sang các bạn. Gọi là bẻ sang đấy. Ui, nó gãy thẳng luôn kìa. Thẳng được hai cây này. Đây có cái ô tô nó đi ngang qua đây. Ủa xe cách nhìn xa đấy. Nghe tiếng nó cứ xòe xòe cho xe này. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Cái khóm này bục. Rồi rồi, không đang đỡ mà. Đỡ cái khóm này mà. Lờ à? Thế lấy xà beng đào đường đi. Đào chỗ chân dẫm qua đi mảnh. Anh em mình không thể đi sát nhau được. Ở vì ở đây nó chỉ có một vài khóm qua cái đoạn này thôi. Đây, đá lăn xuống một lúc mới đến dưới kìa. Tụt là xuống tận dưới đấy. Nếu mà sang được bên đấy rồi kéo một cái ngọn cây bên đấy sang là dễ. Ừ thì nó dễ. Bám được rồi, mạnh qua được rồi. Mạnh qua được cái đoạn bên trên kìa các bạn. Nhảy phát sang cây keo luôn. Bí cũng nhảy thôi. Bí mới nhảy à? Kê chưa? Nó không có gì đáng nguy hiểm nếu như bên trên này nó không có cây và bên dưới nó cũng là một cái vách như này các bạn. Đây tớ đang lấy tìm xà beng đây. Ờ biết rồi. Đợi một chút. Có cái ngọn cây mạnh sang mạnh bẻ đâu. Đây mấy cái. Đi xà beng á. Tay cầm luôn. Chắc lắm phải không? Ok, sang bây giờ nó cảm giác đơn giản rồi. Được rồi. Đến đây là gần đến tổ ong rồi đấy. Có ngay trên này thôi, ngay trên cái vách góc này thôi. Cây trần tượng đâu đưa xà beng đi. Rồi, được chưa? Đừng làm tuột nhá. Còn nặng ấy. Chả nặng. Được rồi, ok rồi. Ui, nó bay vào gốc chít kìa. Ngay gốc chít kìa luôn. Ui xưa. Bạn làm bước 1 chứ. Ừ, tránh nhá. Lên lên nữa đi, tìm đường. Đấy, lên tí rồi. Nữa. Tân nữa một giây rồi các bạn. Hút nó phát. Lên đã, lên tí đã. Ho rồi đấy. Hạch rồi đấy. Đây là virus rồi. Đây là dễ đào mà. Ừ, đất từ trên bên mảng trên này nó dễ hơn. Nó vào cái lỗ dưới thì phải. Mềm. Nhìn thấy có vẻ mềm ấy, như thế nào? Đâu? Ném lên, ném ném thẳng lên. Mày quá. Đâu rồi? Tổ này có vẻ vào sâu hơn bình thường anh nhỉ? Sâu vậy. Ở đây nó là một cái lõng xuống, đi thẳng xuống nên là cái lỗ mà cái con ong vào này có thể là lỗ một con rúi hay là con rắn gì đó. Nó ở lâu rồi. Giống lắm à? Nó ra ác lắm à? Đây, màn của anh Mão đây. Đánh ong này dân chơi chính hiệu luôn, chơi luôn cả màn còn mới ở nhà đi. Cũng không mới lắm rồi các bạn, nhưng mà nó còn ok. Đây mình đang dùng một tay mình cầm này. Đó, đây. Màn chụp này. Chụp vào đầu luôn.
chùm vào cả người luôn. Vậy quá là hợp lý, nhìn cứ như kiểu là cô dâu ấy. Đớt lè kèn này. Đây cái số đá mà anh em mình đào ra thì cũng khá là nhiều đấy. Nhưng mà tí nữa anh em mình bắt đầu mới tìm đá ở chỗ khác để mình đắp lại. Đấy, đang búi lại tóc đây các bác này. Rất là ấy luôn, nhìn một cục vón ở trên đầu luôn. Con gái à, con gái buộc bó vào. Đấy, đẹp lắm rồi. Ui giời. Nhìn đẹp thế. Chỗ này sau này mà bịt lại thì thôi luôn, 20 cân luôn. 20 cân thật. Đây, mấy cầm hòn đá tí đắp. Đây đặt lên đây thôi. Đó cách nhau cả. Chặt dây kia được, chặt dây kia thì hỏng luôn á. Rất thuận cái tay bên này. Anh em mình đào mất riêng nguyên cả một buổi thì bây giờ mới phát hiện là nó lại về cái tổ cũ thôi các bạn. Nó lại là một cái tổ ong vừa về mà vào cái hang cũ của những cái tổ khác nó bỏ đi. Đây, các xem mình kéo 1-2 mảnh nữa các bạn xem này. Đây, những cái mảnh nó vào này. Đấy, những cái mảnh này, mảnh tổ cũ này. Từ năm ngoái rồi. Rồi, còn có mỗi một miếng thôi. Nhìn thấy có mỗi một miếng mới, miếng mới trắng trắng các bác. Nhìn thấy cái gì ở bên góc tay trái kìa. Đấy, có mỗi một cái miếng đấy thôi. Đau đớn lòng này các bạn. Mình kéo ra các bác xem này. Đây đang bóc đây. À, đây nó có những cái miếng nó có nhộm rồi nhưng mà không có mật luôn này. Ôi thế thì ở trong nữa có mật. Không, trong nữa thì trong thôi. Lại chẳng có bao nhiêu được. Đây mình kéo hẳn ra đây, xốp 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 luôn. Xốp xốp luôn mạnh ạ. Đây không có mật luôn, thôi để nó phát triển đi. Coi như để nó phát triển dài ra tận ngoài này. Ui, mật này. Ui, sao lại có? Có một ít. Đâu xem nào. Ít thôi, ít này thôi. Ui, mật à. Mật nhiều phết đấy, nhưng mà một ít thôi. Có đấy. Không có đâu. Để vét lại cái hàng nó. Này mày. Khổ lắm rồi. Cơ sở về. Với trong ngang kia đi. Vét nha, vét tí đóng nhá. Ôi miếng này tốt để cho ta mang về bẫy ấy thôi. Bẫy bìm bìm. Bẫy bìm bìm. Lập lại ngon lành cành đào luôn. Bây giờ lấp lại nó là một cái hang khủng khiếp luôn các bác nhá. Tạo được cái thế. Phải nói là thế này nếu mà có mật thì phải rơi vào tầm chục cân nhưng cái thùng này phải đẩy vào trong nữa đi mày. Ở đây nó có một cái lỗ vát ở đây này, ngay trên màn này, đẩy vào trong nữa. Đây có cái lỗ vát ở màn này. Sâu quá rồi, thùng mới nhỏ đi. Được, vừa tầm rồi. Đá dưới này nó đẹp. Xếp này phải cực kỳ chắc chắn mới được nha các bác nha. Nếu mà không chắc chắn này không ổn định đâu. Là ong nó không về đâu ấy. Đây, ở đây chúng ta may mắn là cái tổ ong nó có sẵn đây, nó chỉ phải phát triển thôi. Trồng to chứ. Trồng cái viên to này. Nó cứ rúc kiểu vào ấy. Ừ, rúc vào khổ đấy. Được rồi. Bằng. Cho cục này bằng á. Hả? Bằng vào. Xem nó như thế nào sao nó cầu. Được. Dễ như thế này. Đá còn nhiều mà. Đá mới cũng đây, xếp bên này, góc bên này. Đá mới cũng có. Chứ là hoa. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Này nhau.
Đấy. Đấy, còn một viên. Ồ, đấy đúng vừa tầm rồi. Khít 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 này. Đạp đạp vào một tí bạn ạ. Không lỡ được đâu mà. Không, về cái đá sáp này không sợ. À, chắc lịch cho. Chốt một viên nữa vào đây. Chắc lắm rồi không ạ? Được anh nhờ? Không anh. Con hỏi không? Con hỏi chỗ nào? Không hỏi rồi. Ui, cái khói này khói được lâu kinh khủng luôn các bạn. Đây có khoảng 1 mét giấy vệ sinh thôi mà nó khói khói đến mù khét đến tận bây giờ này. Vứt đây đi. Để đây. Nghe mình lui lui xuống đây. Thì cái màn bây giờ xuống mới là cái khó khăn này. Xuống mới là nguy hiểm. Cẩn thận đá nhá anh ơi. Ở đây có viên đá đấy. Đây rất nguy hiểm cái đá nó lăn này. Nó xuống tận đường luôn đấy. Đấy, đá này anh em mình đào ấy, nó tự động lăn theo. Đằng sau. Đập mạnh cái keo để là mỗi lần lúc trên trôi đi đây. Ui, chết rồi. Bám nhầm cây gai. Tuột phát. Này. Cho vào cái gốc này tao xong không? Ờ. Đây, được rồi. Rất chết không? Ok, ok, ok. Không thả đâu, yên tâm. Níu lấy hai cây bên kia nữa à? Ừ, quá. Đứng thấy gì? Đứng nhắm vào đâu? Dạ? Ê Lập á? Hả? Lập cho thành bọn phát nghe luôn. Qua đâu ấy? Từ từ đang ngó. Mày ấy đi thắt cho đâu nhỉ? Yên tâm, yên tâm. Rồi ok. Tổ không có to đâu anh ạ, nó vào cái hang nó chưa phát triển được, vậy mình đào rộng ra thì mới ok. Úi, tổ rơi đấy. Dạ. Mạnh bỏ chưa, bỏ dây chưa? Có nhất đoạn này đấy. Từ từ thôi, quay ngược đầu lại đi. Đấy. Xuống đường đấy. Bán. Ôi, từ từ thôi, tao xuống trước á. Biết rồi, nhưng mà tao bị trượt dần xuống đây này. Trượt dần thì mày khô hát đấy nhá. Xuống đây với tao rồi có mà. Để tao nhổ gốc kia lên cho mày xuống dễ. Không được giò nào đâu anh ơi. Lợn xin tổ anh Mão này. Đâu? Ôi tổ này vừa vào. Tổ này còn non. Tổ này mới vào sau này thôi anh ạ. Có một nửa vào trước rồi. Một ten rồi. Một nửa vào ten này. Tổ anh không lấy. À. Đây chết được 2 cân các bạn. Anh. Thôi về đây anh ạ. Khuổi giác. Đây, tổ này mày phết các bạn, 2 cân đấy. Mật vàng. Ôi quả kìm ác kìa. Cúi xuống, ngồi xuống. Đéo. Ngồi xuống thì mới được chứ. Đây nè. Quả kìm này. Alo, đau à? Bóp. Đau gì? Đau gì? Trưởng mà. Ui, quả kim. Ấy. Để độc, để đây là nó sưng ấy. Sau khi đi đánh nhau anh em mình quyết định rủ nhau đi câu ấy các bạn này. Rủ đi câu lươn, anh em mình vừa mới chế xong rồi móc của anh Mão ấy.
với lại cước nữa. Đang đi thử câu đường câu đằng nào, hôm nay trời giờ trời nó cũng mưa và âm u lắm rồi. Anh mang theo cái bao khoảng tầm 50 cân luôn, được tầm tạ luôn. Anh em đang đi tìm chỗ có bùn đây. Có bùn không anh? Có bùn luôn. Có ở bờ đấy, có lỗ ở bờ đấy anh ạ. Xuống luôn. Xuống xem nhá. Xuống. Đường bên đầu bên kia. Mày có tìm thấy để tóc câu thử á. Nó xem có con nào không. Biết tìm đâu, vừa mới học được tí. Ui, dưới này. Dưới này chắc chắn con to. Ừ. À, đường bên kia. Nhà xuống. Cái mé này có khi có nhiều mọ ong mật nha anh nhỉ. Ngày nay con đầu tiên không anh nha. Rồi, lên không? Lên. Cho ra bổ sống à? Bổ sống. Không cho nó ăn muối đâu. Sống bổ sống đấy. Anh khôn. Rồi. Nó chưa được ăn miếng nào đâu đúng không? Mấy miếng rồi. Mấy miếng rồi hả? Ừ, được mấy miếng rồi đấy. Mấy miếng rồi thì ta câu thẳng. Anh em mình vừa mới câu được 3 con nữa. Con này còn khó này, cái móc câu anh em mình nó kém quá. Để cho nó đớp. Lên rồi. Lên đấy, lui. Đây con này. Sút. Tụt phải không? Không tụt đâu. Ui. Chém chết con này. Mày. Mày đi chơi. Ồ ngon. Vừa rồi. Im rồi. Cái móc anh em mình chế chưa được ngon đâu ạ. Đây là phải chém chết. Chém là phải sử dụng biện pháp mạnh. Đây còn nữa. Đây còn nữa. Móc của tao để đâu rồi? Đây còn nữa. Ôi để đâu? Ôi đâu rồi? Đây. Mình là câu con này lên, chưa lên, sắp lên. Sắp lên các bạn. Đâu rồi nhỉ? Mình vứt phát đi rửa tay. Còn to nhờ, con đấy to. Con này cái. Ôi. Tao thấy mày thả vào đây rồi. Tao thả pop up vào đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Con chú Thành có hiệu quả không? Con này Thành chưa. Thành nó không ngồi lên được nghe. Chưa thấy hiệu quả. Ngồi lên rồi sao? Không có tao bảo thì mày giờ này vẫn còn đang nhử con chia. Lên rồi. Lên rồi anh Mão. Lên vẫn phải môi mày ạ. Thành ạ. Anh đừng dẫm vào đấy nha. Thành ơi. Hả? Rao. Đây. Chú phải móc con chi kìa. Đây. Tay. Ý giời. Tí anh nhìn thấy. Anh nhìn tâm, Cứ bình tĩnh. Em mồi vào móc. Okay. Anh cứ để nó thế nào đấy. Anh giáo được hả? Cứ được không? Được. Được không? Được. Anh cầm chắc vào. Ô, lại con nhanh hiệu quả. Chém chết. Chém ngất tại chỗ. Không chết thì ngất các bạn. Rồi. Ôi, xong rồi. Xong rồi. Bắt lại đây rồi, Mạo ơi. Chuẩn bị cho em con này. Ơi, thiệt tiếc. Không thích chém được nào. Đâu anh? Đĩa đấy. Đĩa chứ, đĩa ngon chứ anh. Cần cân được gì nữa. Mấy con nhỉ? Mấy con? 1, 2, 3, 4 con này á? 4, 5 con rồi anh. 4, 5 con rồi chứ. Ở
ở cái khu vực này nữa thì xem tìm cái khu này xem còn con to nào không có anh ạ. Đây mình đang tìm lộ. Đây phát hiện một cái. Phát hiện rồi. Phát hiện một con rồi. Đây, lỗ nó lên thông hơi đây này. Ôi con này sâu lắm anh ạ. Con này sâu lắm. Con này ba lạ hả? Đưa mày mau. Nhìn thấy nó chưa? Nhìn thấy. Thế thì kéo nó lên xem đã. Kéo bụp vạt. Ui thôi được rồi được. Kéo nó lên hẳn bên này đi. Đâu? Ui. Mạnh ơi, mạnh mỏi cho ra nữa đi. Tuyệt tuyệt nó mới lại đi. Đúng kiểu luôn ấy. Đúng kiểu đúng rồi, đúng rồi. Kéo đúng chỗ này á. Quả dao sắt ong hôm nay anh em chơi mang về ăn thôi các bạn. Phải rồi nắm đứt lưỡi câu phải nhé. Không đứt được đâu. Từ anh để nó lên xem đàng hoàng con to không. Khổng lồ. Khổng lồ à? Siêu to khổng lồ. Để bè luôn đi, nó không sợ đâu mà. Nó không sợ không? Không không không. Đây đây. Nó thoải lên, nó thoải lên. Nãy nó lên phát được không? Nó lên mạnh phát. Kéo hát rồi. Kiểu to bụng. Nhìn thấy đầu à, to hơn mỗi mấy con kìa. Có hơn kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Lên đấy, gần lên đấy. Ui, nó ăn mẹ. Kéo kéo kéo. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Từ ra, từ ra. Từ ra, từ ra xem nào. Ui, cái nó. Kéo lên tận trên này đi. Không vẫn. Ui. Tận đây này. Đây. To thế. To thế từ từ. Thiệt mẹ. Từ từ. Đúng rồi. Thì đẩy chỗ này ra, đẩy chỗ này ra. Không cần đâu, không cần đâu. Cần anh ạ. Chỗ này nó đúng thế dao của anh. Đâu đâu đâu, mồi đâu không? Ôi, nhớ ra chính mồi à? Không. Mồi không cần móc, không có mồi đâu anh. Không có mồi. Từ từ để lên anh, để lên tận đây. Nó chui hẳn lên. Con này to nhỉ. Ờ mày chắc là ôi, chứ, chứ. Mày thùng chết ơi, quý. Chết không anh? Ôi. Ô cút mẹ. Mày chết rồi. Không phải đâu. À đây. Đâu rồi? Đây. Đéo có mồi nữa. Con này to thế. Đấy vẫn có mồi. To vẫn hay có mồi không ạ? Chết ơi, mày bị run à. Con nhìn kỹ cua em chắc chưa? Con này cũng sao ấy. Được đấy, con này được đấy. Cân rồi, cân rồi. Cân. Đi lên tiếp trên này các anh. Hả? Đi lên ngay trên này này anh. Trên này đó. Ừ? Có. Mày hết mùi à? Hết mùi. Đâu tao gọi nó cho. Từ từ anh mã từ từ. Đấy coi cân gì. Nhá. Ừ. Còn không? Còn không anh? Ôi con này dắt được. Nhanh thế à? Cắn. Cắn à? Được không? Được không? Ôi đi à? Đi nhanh thế. Còn không anh? Còn. Ít mẹ xoa tay cắn nhé. Cắn à? Còn không? Còn. Ui. Chạy ơi. Con này, này chạy đâu nữa. Đi xong. Mày không chết quý. Đường dao của anh Mão. Đường dao. Đường dao. Đường giáo của anh. Xong rồi các bác, lại có nữa rồi. Thế là anh em mình có tầm 1kg rồi. Về thôi, thế này. Nó là một túi ấy. Không, không sợ mẻ dao đâu. Dao chặt cá lươn của em ấy. Ok, cho anh Mã xử lý ấy. Quá ngon, to đùng anh ạ. Toàn con to hôm nay anh em mình được ấy. Không còn chú đồ chi không câu được. Ồ, về thôi, bây giờ về. Làm tiếp, chế biến. Con to đùng. Con mạnh to nhưng con này to, to này hai lạ. Được mấy con anh Mão, tổng cộng ấy. Nhiều phết đấy anh Mão này. Một phần là sử dụng dao còn có đúng một con to nhất đây là câu được thôi, nó nuốt mồi là câu được thôi con này thôi. Nhưng bên này nó còn chê này. Chê với chuối này. Câu được cả chê. Một lúc lượn đúng là lượn ngon nhỉ. Nhìn trong nhìn con nó vàng khướp các bạn. Nhìn thích lắm. Đây, tí nữa chặt cái đầu đi. Đầu ngon. Đầu nó cái gì? À đấy. Đầu câu run sạch mà. Ôi chà. Thả cái lươn à? Dạ. Lươn đi câu chú ạ. Ừ. Đi câu không được nên là phải dùng biện pháp nó hơi cực mạnh vào tí. Dao. Không bằng dao. Mổ lươn nhanh không ấy. Ừ, nhanh thật công nhận. Lươn.
Anh ạ. Ôi thôi. Đâu rồi? Mất đâu. Lấy tìm thôi này. Anh cho vào rồi luôn được mà. Ui. Ôi, không đập thì thôi, đâu. Thôi thôi. Không đập nữa. Đây đây được. Mày nhặt nốt cái đầu ấy, nắm chén ấy. Đầu con ăn được. Trốn tào đã cứ nhặt một được. Quần là lốt à? Bảo nãy không lấy thủ mà nãy em muốn lấy thủ ấy. Thủ quần là lốt. Đây đây đây. Đây cái đầu con 33 đây. Con này là ăn nhiều run nhất này. Đâu này. Đây. Con đấy. Con đấy không? Con siêu to khổng lồ kia cơ. Khổng lồ nha các bạn. Mạnh, con đấy mạnh cứ vẫn bảo để các bạn. Quần là lốt ăn ngon hơn không? Bùi hôi. Đầu quần là lốt. Cho vào sau, đệm sau. Thơm lắm. Ngon không con? Ngon, dạ. Đấy, còn thịt đây này.